Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần qua đời, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trao đổi với Dinh, Nguyễn Phương Anh, con gái của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần cho biết, ba của cô qua đời vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 8 tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ mất ở tuổi 70 sau thời gian ngắn điều trị bệnh viêm phổi suy thận. Ba tôi nhập viện 10 ngày trước vì viêm phổi suy thận, bệnh tình của ba diễn biến ngày càng xấu. Sáng nay, ba chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, mẹ tôi suy sụp khi biết tin ba qua đời. Hiện tôi lo lắng chăm sóc cho mẹ, Phương Anh tâm sự. Theo Phương Anh, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thi hài của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần được tiến hành hỏa táng. Gia đình nhận tro cốt và sẽ chôn cất ở Nghĩa Trang thuộc huyện Củ Chi sau khi hết dịch. Khi còn sống, ba hiền lành, mẫu mực. Lúc ba mất đi, nhiều cô chú là đồng nghiệp ở khắp nơi từ Cần Thơ và các tỉnh gọi điện chia buồn, động viên gia đình. Thay mặt gia đình, mẹ con tôi trân trọng và cảm ơn tình cảm của mọi người, Phương Anh viết. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần sinh năm 1951, quê ở Bình Dương, từng tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ông là em trai của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hòa. Từ năm 1981, ông là trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật đoàn ca múa tỉnh Cần Thơ. Năm 1988, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần làm chuyên viên phụ trách công tác nghệ thuật tại Sở Văn hóa Thông tin Cần Thơ. Đến năm 1995, ông trở thành chuyên viên thuộc Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nhạc sĩ giữ chức giám đốc nhà hát ca múa nhạc Bông Sen. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần là tác giả của nhiều ca khúc như Viết tiếp những lời ca, Gửi em cô gái Mường Thanh, Bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Ông cũng sáng tác nhạc cho nhiều vở diễn của sân khấu cải lương gồm Thái hậu Dương Văn Nga, Người đẹp trong tranh, Hồn thiêng sông núi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần qua đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.